Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hiện diện trong ngôi nhà nguyện này, ắt hẳn phần đông chúng ta và có rất nhiều anh chị em trong giáo xứ Thái Hà ít nhiều đều biết về cha Giuse Lương Văn Long. Thậm chí có những anh chị em ngồi đây rất là thân với lại cha Giuse Lương Văn Long và cũng đã từng có thể ít nhiều làm việc trong công việc mục vụ với Ngài. Thì hôm nay trong ngày cầu nguyện cho cha Giuse Lương Văn Long, tôi xin chọn lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan nói về hạt lúa mì được gieo vào trong lòng đất và hạt lúa mì ấy phải chết đi thì nó mới có thể trổ trinh hoa trái được. Tôi muốn chọn bài Tin Mừng này để nói về hình ảnh của cha Giuse Lương Văn Long. Vì tôi là người anh em cùng lớp với Ngài, thì lớp tôi có một cái đặc biệt mà trong suốt lịch sử nhà dòng không có lớp nào như lớp của tôi. Lớp của tôi thì mọi lớp thì thường là vào trong nhà dòng thì sẽ có anh hai là người lớn tuổi nhất trong lớp, rồi bắt đầu thứ tự đến anh ba theo như ở trong Sài Gòn, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm, rồi cuối cùng cứ vậy tiếp tục đến chú út ở trong lớp. Thì lớp của tôi thì tháng 6 năm 2003 là được nhập vào tiền tập, thì phải 1 năm tiền tập, sau khi đó lên nhà tập 1 năm rồi mới khấn dòng. Thì lớp tôi đã nhập tiền tập là đã có sắp đặt thứ tự đâu đấy hết rồi. Thì sau đó 1 tháng thì cha Long lại được nhập vào để tiếp tục cùng với lại lớp của tôi. Vì ngài như anh chị em nghe tiểu sử mà cha Giuse Nguyễn Văn Toản đọc ở ngay đầu lễ, vì trước đây ngài tìm hiểu ơn gọi và theo ơn gọi của giáo phận, nghĩa là ơn gọi theo triều, linh mục triều, cho nên ngài được đào tạo ở trại Bắc, giáo phận Bắc Ninh gửi sang được đào tạo ở tại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội để ngài học quá trong chương trình triết học và chương trình thần học. Và ngài đã kết thúc chương trình triết học và khóa học ở tại chủng viện Hà Nội, Thánh Giuse Hà Nội. Sau khi ngài tốt nghiệp xong thì ngài lại được Chúa thúc đẩy để ngài tiếp tục tìm hiểu ơn gọi dòng Chúa cứu thế. Và tháng 6 đầu năm 2003 ngài vào trong Nha Trang để ngài quen một cha ở trong đó thuộc dòng Chúa cứu thế. Và sau khi ngài ở trong đó mấy tháng để thử thách, để tìm hiểu, và đến tháng 6 thì ngài được gửi vào trong Sài Gòn để vào tiền tập cùng với lớp của chúng tôi. Thì ngài vào sau lớp 1 tháng, cho nên ở trong lớp là tôi đã là anh hai ở trong lớp, nghĩa là nhiều tuổi nhất trong lớp, rồi đến có anh ba, anh tư, anh năm rồi. Thì bây giờ cha Long vào thì bây giờ chả nhẽ đặt hai anh hai à? Thì bây cha Long vào thì lớp chúng tôi đành nghĩ lao cái, thì bây giờ không thể tước mất quyền của anh hai là tôi được, cho nên bây giờ thôi đặt cho anh Long, cho cha Long là bác cả. Vậy thì lớp của tôi là cái lớp đặc biệt nhất là có bác cả ở trong lớp, đó là cha Giuse Lương Văn Long. Ngài so với lại anh em bé nhất ở trong lớp của tôi thì gần 20 tuổi, 19 tuổi, nghĩa là cái độ chênh lệch tuổi tác ở trong lớp rất là nhiều, còn ngài hơn tôi thì hơn 10 tuổi, cho nên mức độ cũng là chênh lệch rất là nhiều. Nhưng mà trong 2 năm anh em chúng tôi sống với nhau, tuy rằng ngài ở độ tuổi rất là chênh lệch với lại theo cái sàn của lớp chúng tôi, nhưng mà ngài sống vẫn chan hòa trong cái tình anh em, không phân biệt tuổi tác. Ngài vẫn tất cả mọi sinh hoạt ở trong môi trường 1 năm tiền tập cũng như 1 năm nhà tập, ngài đều sinh hoạt anh em, hòa đồng với anh em tất cả mọi công việc. Và đặc biệt khi mà lên nhà tập thì chúng tôi đều là 6 tháng là phân công việc, tất cả tưới cây rồi mọi công việc chăm hoa chăm riếc. Thì trong suốt 1 năm nhà tập thì ngài nhận với cha giáo tập là thôi, con trước đây con đi bộ đội, con chuyên trồng rau, thì xin cha giáo tập thương cho con 1 năm nhà tập này con nhận cái chân con trồng rau. Thế rồi ngài có một chút vườn ở bên khu nhà tập là ngài sẽ nhận, ngài chăm rau, ngài đi mua, nhờ cho giáo tập đi mua hạt rau muống rồi hạt rau tơi rồi một số các hạt rau về ngài trồng. Thì chính nhờ cái công sức của ngài và cái cách thức chăm của ngài rất là tốt, lâu lâu cộng đoàn cũng được thay đổi những cái bữa rất là vui vẻ, anh em trong nhà tập cũng như cộng đoàn vui vẻ với nhau.
Rồi sau khi đó chúng tôi được khấn dòng năm 2005. Ngài tuy rằng đã xong chương trình triết học và thần học, nhưng Ngài vẫn phải tiếp tục học thêm 3 năm nữa cùng với học viện, cùng với chúng tôi ở nơi học viện dòng Chú Cứu Thế. 3 năm thì Ngài chủ yếu là tiếp cận về đặc sủng dòng Chú Cứu Thế. Vì Ngài không có thời gian trước đây, không có thời gian nhiều để tìm hiểu về dòng Chú Cứu Thế. Thì bây giờ trong 3 năm học viện, Ngài phải dành thời gian để tìm hiểu về đặc sủng dòng Chú Cứu Thế. Sau 3 năm Ngài được ra trường trước chúng tôi và Ngài được sai về giáo phận Lạng Sơn. Và Ngài cũng được đón nhận sứ vụ linh mục tại giáo phận Lạng Sơn. Sau 2 năm, Ngài khi mà Ngài lãnh nhận sứ vụ rồi được bài sai tiếp cận với môi trường truyền giáo tại giáo phận Lạng Sơn, thì sau khi đó năm 2011, Ngài được sai về Cộng đoàn Dòng Chú Cứu Thế Hà Nội. Như vậy là gần 8 năm trời, Ngài mục vụ ở tại Cộng đoàn Dòng Chú Cứu Thế Hà Nội đây. Thì tôi cũng may mắn năm 2012 thì tôi phó tế thì lại được ra đây. Thì tôi lại cũng được sống với Ngài, anh em lại được sống gắn bó với nhau một số năm. Thì khi Ngài mà được sai về Cộng đoàn Hà Nội này, như anh chị em có thể nhiều người ngồi đây cũng biết, Ngài đã được nhà dòng trao cho một sứ vụ hết sức, nhìn theo con mắt của chúng ta thì hết sức là tầm thường và khiêm tốn. Đó là Ngài nhận một cái sứ vụ là chuyên đi sức dầu cho những kẻ liệt ở trong các bệnh viện. Có nhiều hôm thì cũng tội nghiệp Ngài, nhất là về mùa hè. Có những lần Ngài về, Ngài chia sẻ với các cha ở trong cộng đoàn: hôm nay mệt quá, phải đi sức dầu tới 4 ca. Có khi vừa về đặt chân tới cửa nhà khách lại có điện thoại reo lên: cha ơi, cha đến sức dầu cho con, cho một người thân của con ở bệnh viện này. Lại tức tốc quay ra lấy xe lại tiếp tục lên đường. Tuy nhiên thì nhiều khi Ngài cũng kêu gọi các cha khác để chia sẻ công việc với Ngài, nhưng mà hiếm khi lắm. Hiếm khi Ngài kêu gọi lắm, Ngài ý thức được đây là trách nhiệm cộng đoàn trao phó cho Ngài, và một trách nhiệm lớn lao. Là trách nhiệm, tuy rằng nhìn với con mắt bình thường thì chúng ta nhìn là cái việc hết sức khiêm tốn, nhưng mà trong đời sống đức tin đây lại là một trong những công việc trọng đại nhất. Đó là cứu rỗi các linh hồn trong những giây phút cuối đời. Nhiều khi Ngài cũng chia sẻ, Ngài cũng có những cái ưu tư. Bây giờ chỉ sợ mình đến không kịp, nhỡ ra cái người cha người ta chết mà không được đón nhận cái giây phút đó là cái bí tích sức dầu thì mình cũng hối hận, mà gia đình nhà họ cũng có những cái suy nghĩ, cũng có những cái ưu tư. Cho nên Ngài đã bằng mọi cách để đáp ứng cái công việc sức dầu, mặc dù có thể ở nơi đô thị anh chị em biết rồi, nhất là mùa hè ở Hà Nội này thậm chí có những khi lên tới 46 độ ở ngoài đường, rất là cực. Nhưng mà Ngài đón nhận với một cái sự rất là vui vẻ. Rồi đặc biệt thì tôi cũng có cơ hội, thứ nhất là anh em trong lớp với nhau, rồi khi mà ra trường ở cộng đoàn thì cũng có cơ hội để sống với lại cha Long một số năm. Thì tôi thấy ở nơi cha Long, khi mà vào tiền tập cũng vậy, khi lên học viện cũng vậy, mà khi về cộng đoàn, sống ở trong môi trường cộng đoàn cũng vậy. Không biết tôi nói cái điều này có, đây là theo cái nhìn của tôi, còn anh chị em cũng đã được ít nhiều tiếp cận với Ngài thì chắc chắn tôi nghĩ anh chị em cũng nhận thấy điều đó. Chưa bao giờ Ngài to tiếng với một ai hết. Trong cộng đoàn tôi thấy rất điển hình, trong cộng đoàn chưa bao giờ to tiếng với một người anh em nào trong cộng đoàn. Nhiều lúc trêu Ngài quá thì trêu anh em có cái việc gì đó anh em cứ trêu chọc Ngài, thì Ngài chỉ cười, Ngài nói: kệ tớ, tớ vậy đấy, kệ tớ. Nhiều lúc rồi không những mục vụ công việc ở cộng đoàn, khi Ngài ở tại cộng đoàn Hà Nội này lại nhận một số những thánh lễ mà các cha ở bên giáo phận Bắc Ninh nhờ. Có những cha có thể cách đây 40-50 cây số, ở mãi cái gì Phương Trù hay cái gì xa lắm, 40-50 cây số, ở đó nhờ đến để hành hương Đức Mẹ hàng cứ giúp, rồi nhờ thánh lễ, rồi 4-5 xứ nữa các cha bạn của cha ở Bắc Ninh nhờ, đều nhận lời hết. Nhưng hôm nay trong ngày lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lương Văn Long thì tuy rằng là một ngày buồn, nhưng mà tôi nhớ nhất cái chuyện, một cái chuyện rất là
rất là đơn sơ mà vài ngày về ngày kể, mà trong cộng đoàn không cha nào nhịn được cười cái sự đơn sơ của ngài. Ngài nói khi đi dâng lễ ở mãi xa lắm, 40-50 cây số, lúc về các sơ trong một buồng chuối, thì thay vì bỏ vào cái bì tải rồi chẳng lên xe mình, lại không có bì tải, thế là buồng chuối nó chín rồi mà chẳng trên chốc cái túi ở đằng sau xe, thế là đi về tối 8, 9, 10 giờ đêm mới về. Thì khi đi trên đường rất là vắng, đi vậy thì thấy đằng sau xe nó chạy đằng sau, mấy thằng thanh niên nó chạy đằng sau, thì tưởng nó chạy nó làm gì mình, lại càng rú ga chạy, càng chạy thì thằng kia lại càng đuổi theo. Đến lúc một đoạn về một đoạn có người có đèn sáng rồi mới đi chậm chậm lại, nó đến nó nói: anh ơi, chuối của anh rơi hết rồi. Hóa ra là nó tìm nó đuổi theo để nó báo là chuối bị rụng rồi, mà cha Long thì lại sợ là nó đuổi theo nhỡ là cái có chuyện gì, tại vì đường vắng cứ vậy rú ga và cắm đầu cắm cổ chạy. Về tới nhà dòng thì chuối còn một nửa buồng nữa thôi. Ngài đơn sơ lắm ở trong đời sống, với anh em ở trong tiền tập, với lại tập viện cũng vậy, rồi khi lên học viện cũng vậy, khi ra cộng đoàn cũng vậy. Ngài rất đơn sơ và chân thành. Anh chị em, những ai đã từng tiếp cận với Ngài thì anh chị em chúng ta thấy cái sự đơn sơ của Ngài rất đơn sơ, kể cả cách thức nói năng cũng vậy. Nói không to tiếng, nghĩa là khi tranh luận với anh em nhưng mà nói thì hơi to. Cho nhiều khi anh em cứ nói là cha Long nói nhỏ nhỏ lại chút, thì Ngài nói mình không nói nhỏ được, cái giọng của mình nó vậy, mình không nói nhỏ được. Thì nhiều lúc anh em cũng trêu thôi. Ngài sống cả một cuộc đời dấn thân phục vụ vì Chúa Kitô. Ngài sống trong ơn gọi với tư cách là tu sĩ linh mục dòng Chúa Cứu Thế, với tư cách là một vị linh mục, nhưng Ngài sống rất khiêm tốn. Chính vì vậy hôm nay tôi muốn chọn lời Chúa trong tin mừng Thánh Gioan nói về hạt lúa mì được gieo vào trong lòng đất, thì hạt lúa mì ấy nó phải chết đi. Thì để nói về hình ảnh của cha Giuse Lương Văn Long, Ngài là một vị linh mục, là một tu sĩ, nhưng sống hết sức khiêm nhường, luôn luôn chịu thua chịu thiệt, không bao giờ tranh luận với anh em để muốn hơn anh em cả, để muốn thắng anh em cả, không bao giờ. Rồi trong công việc mục vụ cũng vậy, hay thậm chí khi mà Ngài ra ngoài cộng đoàn Ngài phục vụ cũng vậy, luôn luôn hạ mình xuống, luôn luôn Ngài chấp nhận mình ở cái mức độ thấp để cho mọi người có thể vươn lên. Đó là một sự khiêm tốn của Ngài, mà nếu chúng ta làm việc với Ngài, đã từng làm việc với Ngài, thì chúng ta nhận thấy ở nơi Ngài có điều đó. Hôm nay chúng ta được mời gọi tiếp tục cùng với cha Giuse Lương Văn Long để tạ ơn Chúa và cũng cầu nguyện cho Ngài khi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Ngài đang ở đây. Còn đối với tôi, trong tư cách là một người anh em trong lớp, từ hôm kia nghe tin Ngài mất đến giờ, thì trong đầu tôi luôn luôn nghĩ là cha Long chưa mất. Tôi vẫn nghĩ đến cái hình ảnh của cha Long mỗi lần anh em về Sài Gòn thường huấn, mỗi lần anh em về Tĩnh Tâm bao giờ cũng vậy, cũng phải họp lớp một buổi. Thì luôn luôn anh em trong lớp, các lớp quy tụ lại thì lớp tôi có cha Long thì bao giờ anh em cũng hiện diện đầy đủ để anh em có thể đi ăn một bữa, đi uống cà phê với nhau, rồi anh em chia sẻ công việc mục vụ của nhau. Thì trong thâm tâm của tôi đến giờ phút này vẫn nghĩ là cha Long vẫn còn đang sống. Xin anh chị em trong thánh lễ này, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cha Long, và chúng ta cũng đừng quên xin cha Long cầu nguyện cho chúng ta. Xin cha Long cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta luôn luôn sống trung thành với Chúa trong đời sống đức tin. Và nhất là chúng tôi với tư cách là linh mục tu sĩ, chúng tôi cũng phải xin Ngài cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi được ơn bền đỗ như Ngài đã bền đỗ trong dòng Chúa Cứu Thế. Amen.